Xin chào các bạn, chúng ta lại quay trở lại với khóa tiếng Trung du lịch cấp tốc. Trong những bài trước, chúng ta đã học các kiến thức nền tảng để có thể sử dụng giao tiếp cơ bản bước đầu. Còn bây giờ chúng ta sẽ được học những kiến thức thiết thực hơn dành cho chủ đề đi du lịch tại Trung Quốc. Ví dụ như, khi bạn đến Trung Quốc rồi thì bạn sẽ sử dụng các dịch vụ liên lạc như thế nào, bắt taxi ra sao để về đến khách sạn, đặt phòng khi đến khách sạn như thế nào, hoặc là đặt vé cho các chặng máy bay nội địa hay là chặng tàu hỏa nội địa, vân vân. Đây là lúc để chúng ta có thể vui chơi rồi và các bạn hãy sẵn sàng cho những bài học tiếp theo nhé. Tuy nhiên, trước khi bước vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem lại đáp án của phần luyện nghe trong bài trước đó. Trong bài trước, về tiền tệ và cách mua sắm cơ bản trong tiếng Trung, chúng ta đã được nghe đoạn văn sau. 啤酒多少钱一瓶? 7块一瓶, 你要几瓶? 我要一瓶, 一共多少钱? Nội dung bài này gần giống như trong bài hội thoại mẫu chúng ta đã học, nhưng có thay đổi một chút về con số và các bạn sẽ phải tinh ý hơn để có thể nắm được. Đáp án của đoạn văn này như sau. Bia bao nhiêu tiền một chai? 7 đồng một chai. Bạn muốn mua mấy chai? Tôi muốn mua một chai. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Và với một phép nhân đơn giản, một chai bia 7 đồng thì đáp án của chúng ta sẽ là 7 đồng các bạn nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn bước vào phần học chính trong ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học các chủ đề về dịch vụ liên lạc như là điện thoại hay là Internet. Đầu tiên, xin mời các bạn nghe trước một lần các mẫu câu chính. 这有充值卡吗? Ở đây có bán thẻ điện thoại không? 这有电话卡吗? Ở đây có bán SIM điện thoại không? 这有3G电话卡吗? Ở đây có SIM 3G không? 我想买一个. Tôi muốn mua một cái. 这里有网络吗? Ở đây có Internet không? 密码是多少? Mật khẩu là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng học từng câu nhé. 这有充值卡吗? 这 hay 这里 có nghĩa là ở đây. 有 là có. 充值卡 là thẻ điện thoại. Như vậy cả câu này 这有充值卡吗? Có nghĩa là ở đây có bán thẻ điện thoại không? Mời các bạn đọc lại theo mình hai lần. 这有充值卡吗? 这有充值卡吗? Câu tiếp theo. 这有电话卡吗? 这有 là ở đây có. Chúng ta đã học rồi. 电话卡 là SIM điện thoại. Mời các bạn đọc lại theo mình hai lần. 这有电话卡吗? 这有电话卡吗? Mẫu câu tiếp theo. 这有3G电话卡吗? Câu này gần giống như câu chúng ta vừa học, nhưng có thêm một từ đó là 3G. Đây là cách đọc của 3G ở trong tiếng Trung. Mời các bạn đọc lại cả câu theo mình hai lần. 这有3G电话卡吗? 这有3G电话卡吗? Với những câu hỏi này, nếu như chúng ta nhận được câu trả lời có là 有 hoặc 有的, thì chúng ta sẽ nói tiếp là tôi muốn mua một cái. 我想买一个. 想 là muốn, 买 là mua, 一个 là một cái. 我想买一个 có nghĩa là tôi muốn mua một cái. Mời các bạn đọc lại theo mình hai lần. 我想买一个. 我想买一个. Đó là về thẻ điện thoại và SIM 3G.
Ngoài ra, khi đi du lịch Trung Quốc, chúng ta còn cần quan tâm đến một vấn đề nữa, đó chính là Internet, để chúng ta có thể sử dụng Internet, liên lạc với mọi người, để lên Facebook, để gửi mail, v.v. Và câu hỏi dành cho việc ở đây có Internet không như sau. 这里有网络吗? 这里 hay 这 đều có nghĩa là ở đây. 网络 là mạng Internet. Như vậy, 这里有网络吗? Có nghĩa là ở đây có Internet không? Mời các bạn đọc lại cho mình hai lần. 这里有网络吗? 这里有网络吗? Và nếu như ở đây có Internet thì chúng ta sẽ hỏi tiếp. 密码是多少? Mật khẩu là gì? Mời các bạn đọc lại theo mình hai lần. 密码是多少? 密码是多少? Như vậy chúng ta vừa học xong các mẫu câu cơ bản để hỏi về các dịch vụ liên lạc tại Trung Quốc rồi đúng không nào? Bây giờ mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn một vài kiến thức mở rộng về chủ đề này ở Trung Quốc. Khi đến Trung Quốc thì các bạn không nên mua loại SIM dành cho khách du lịch tại sân bay, mặc dù loại SIM đó rất tiện lợi là không cần phải giấy tờ tùy thân. Để rẻ và tiết kiệm hơn thì các bạn nên sử dụng loại SIM trả trước tại Trung Quốc. Và để mua loại SIM này thì các bạn có thể đi dọc các con phố, sẽ gặp khá nhiều cửa hàng China Unicom có biển màu vàng. Và các bạn hãy vào đó, mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân và đăng ký một chiếc SIM điện thoại trả trước. Dùng các mẫu câu mà mình vừa học để đăng ký. Sau đó chúng ta sẽ dùng các kiến thức về số tiền, về con số để yêu cầu được nạp bao nhiêu tiền vào SIM mà mình vừa mua. Các bạn lưu ý, cách gọi điện thoại ở Trung Quốc sẽ là 0086 cộng với số điện thoại. Chúc các bạn có những bước đầu tiên khi đến Trung Quốc liên lạc thành công. Phần cuối của bài học ngày hôm nay như thường lệ sẽ là phần luyện nghe. Mời các bạn nghe mình đọc một đoạn và ghi lại đáp án của đoạn này nhé. 这有3G电话卡吗? 我想买一个。这里有网络吗？密码是多少? Đều là những câu đơn giản chúng ta đã vừa học rồi. Các bạn hãy nhớ lại kiến thức và ghi lại nghĩa của những câu này nhé. Chúng ta sẽ cùng tham khảo đáp án trong bài học lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.